Là một trong những lực lượng được giao nhiệm vụ quản lý vùng biển phía Tây Nam của Tổ quốc, vùng Cảnh sát biển 4 có địa bàn quản lý rộng, tiếp giáp gần với nhiều nước trong khu vực. Hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ở vùng biển này khá phức tạp. Nhưng với sự kiên quyết, khôn khéo, dũng cảm, cán bộ chiến sĩ vùng Cảnh sát biển 4 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh, xử lý nhiều vụ việc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên các vùng biển, đảo, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế. Những năm gần đây, hoạt động của tàu thuyền trong nước và quốc tế trên vùng biển Tây Nam có lưu lượng lớn. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép bằng đường biển, vì thế cũng diễn biến phức tạp. Các mặt hàng buôn lậu chủ yếu là xăng dầu, gỗ, thuốc lá, đạm ure. Giả dạng tàu cá ngư dân, lợi dụng đêm tối hoặc lúc thời tiết xấu để vận chuyển. Các đối tượng sử dụng thiết bị hiện đại, tìm cách giám sát phương tiện của chính lực lượng chức năng. Khi bị bắt, chúng sẵn sàng chống trả. Nhưng dù thủ đoạn tinh vi, hành động liều lĩnh đến đâu, chúng vẫn không qua mắt được các chiến sĩ vùng Cảnh sát biển 4. Trong thời gian qua, chúng tôi đã thực hiện tốt cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm trên biển, đã xử lý vi phạm hành chính hàng nghìn cái vi phạm thông thường và đấu tranh bắt giữ hàng trăm vụ mua bán vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển, đã tịch thu gần 15 triệu lít dầu đeo mua bán vận chuyển trái phép và hàng nghìn bao thuốc lá ngoại nhập lậu, hàng trăm mét khối gỗ với cái giá trị hàng hóa tịch thu phát mại nộp ngân sách nhà nước gần 240 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vùng biển Tây Nam còn là điểm nóng về tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Vùng Cảnh sát biển 4 đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường số lượng tàu tuần tra kiểm soát 24/24 nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của ngư dân. Theo đó, đã có hàng trăm chủ phương tiện ngư dân tự nguyện ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài và thông tin ngay khi phát hiện vi phạm. Đó là tín hiệu vui hướng tới mục tiêu gỡ thẻ vàng của EC đối với thủy sản Việt Nam và xây dựng nghề cá có trách nhiệm bền vững. Chúng tôi đã tổ chức hàng trăm buổi tổ chức tuyên truyền trên các địa bàn có hoạt động nghề cá, rồi tổ chức tuyên truyền trên tần số sóng máy nghề cá, rồi thành lập các tổ công tác tiếp cận với các phương tiện đánh bắt trên biển để tuyên truyền. Cùng với tuyên truyền, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm EU. Nhờ vậy mà nhận thức của ngư dân ngày càng được nâng lên. Minh chứng đó là các vụ vi phạm EU ngày càng được giảm. Trên cơ sở kết quả đấy, chúng tôi tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng kiên quyết chấm dứt các vi phạm về EU, hướng tới xây dựng một nghề cá trách nhiệm và phát triển bền vững. Không chỉ ngăn chặn xử lý hiệu quả tội phạm trên biển, cán bộ chiến sĩ vùng Cảnh sát biển 4 còn là điểm tựa vững chắc của nhân dân, giúp khắc phục sự cố phương tiện, hỗ trợ cấp cứu người gặp nạn, bảo vệ lợi ích hợp pháp của ngư dân trên biển. Họ luôn có mặt kịp thời để đồng hành giúp đỡ. Trong cái điều kiện sóng to gió lớn thì tàu không thể tiếp cận được đâu, mà chỉ cách con tàu tôi và tàu cảnh sát biển khoảng xa, nhưng mà anh em cảnh sát biển lội xuống biển, lội xuống biển mà qua tới tàu tôi để rồi gia cố tạm thời, rồi cho nước nó bớt tràn vào rồi lai kéo. Thì ở đây chúng tôi luôn đặt cái niềm tin vào cái lực lượng đó, lực lượng cảnh sát biển của là Việt Nam mà nói chung, mà lực lượng cảnh sát biển vùng 4 nói. Dẫu nhiệm vụ còn nhiều thách thức hiểm nguy, song tình yêu biển đảo và trách nhiệm với công việc được giao đã tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ vùng Cảnh sát biển 4 vượt qua sóng gió, bảo vệ bình yên vùng biển đảo phía Tây Nam của Tổ quốc.